tiệc mừng hạnh phúc của hai cháu Hoan Lâm. Hoan Lâm. Hoan Lâm. 30 tháng 9 năm 2018 là ngày mai. Phong độ chú rể lắm. Phong độ chú rể. Hai cái đổi đúng không? Kiểu lắm. Cú đấy đúng. Đấy, phải nhận diện người quay nữa. Anh Trường ơi, dô đi cho nó khí thế đi. Nào, 2, 3, dô. 2, 3, dô. 1, 2, 3, dô. Dô. Để uống à? Để uống. Rồi. Quay nữa không anh? Nóng ăn nhìn vào đây tí rồi. Đấy, vậy đẹp rồi. Có quay nữa không anh? Rồi, vậy thôi. Rồi, rất cảm ơn nhá. Rất cảm ơn người xinh đẹp. Nhiệt tình thế nhỉ? Việc chú nào đây nhỉ? Có phải chú Lưu không? Nhìn không quen. Không biết là ai nhỉ? Nhìn quen thế. Cảm ơn chú Lưu nhá. Chụp thì phải đấy. Không, cũng đứng ở chỗ cả nhưng mà đúng. Rồi, thôi được rồi. Quay đi, quay đi. Ok. Rồi. Xin mời nhá. 2, 3, uống. Dô cái uống luôn. Bà nội đô to hơn tí đây. Nhẹ nhàng tình cảm đấy. Bạn tên gì nhỉ? Xuyên à? Thì lớp A, lớp B là cạnh nhau mà. Một lớp tiếng Anh, lớp tiếng Pháp. Bạn Xuyên này quê đâu nhỉ? Hòa Tiến à? Đây quê gốc Hòa Tiến này. Muộn. Còn đấy ở làng nào? Hòa. Làng Hòa à? Rồi ok. Hòa gần Quán Son. Ngày xưa đây hồi bé nó ở Quán Son mà. Ở đây Hòa Muộn đấy à? Mình là Muộn. Còn lên đây là Duống. Đây Duống. Hai cái làng mình ở quê gốc với cái làng ở đây là không có trong thủy điển. Ông quê Muộn còn bà quê Lường. Bà quê là chỗ anh Thụy kìa. Lường Muộn giáp nhau. Lường Muộn giáp nhau chứ không phải Lường ở đây. Uống hết bia chuyển sang món rượu đấy. Hãy
cái bàn này OTK được ấy. Giới thiệu ai mà la tay bắt tay lắc thế? Đô không? Đô! 1, 2, 3! Xô! 1, 2, 3! Xô! 1, 2, 3! Uống! Giờ nó chặt rất là tí sâu hơn, chúng ta đang dối lên dối như mớ mà mong quá rồi, thế thôi chứ còn đừng bây giờ nói là nói đúng một góc độ ông mười chết trước biết là mấy năm nay rồi nên cho mình nói đấy. Mà ông đang muốn nói gì nói, ông bị sẵn lập gì đấy. Mà không muốn nói gì thì ông. Bây giờ nói là cái chuyện thực chất cái hội nghị AB. Nói thẳng với nhau. Đúng đó. Thôi à. Thằng con đã từ là sai. Không. Đã thế là sai. Anh không phải là anh làm gì cái anh có tiền anh thương đồng bào cùng luôn rồi thương đồng bào thì không nào đùa đấy à bố anh câu đấy là tối hôm qua như là thời sự nó không cho đăng. Thế rồi bắt tay cái chỗ này được. Bắt tay mấy chị em nào nhau thì cứ bắt tay thoải mái đúng không? Rồi ok. Đấy vào đây này có mặt này anh em này. Rồi xin chào nhá. Hai bạn con đã bỏ xin phép về trước này. Ông phó nhảy. Suốt ngày quay. Sức ngày quay quay rồi. Đi cái mặt đi. Thế người đi eo ót nhưng mà đi lại cứ thẳng tưng chả thấy lăn leo tí nào. Xong việc về luôn, không có giải lao gì tí nào cả. Uống nước cũng không kịp uống nước. Đây mừng một đám. Mai đi ăn cỗ trời còn đang nắng to, 5 6 giờ chiều còn đang nắng to. Rồi xin tạm biệt nhá, chào nhá. Hẹn sớm gặp lại. Liên gia. Lần đầu tiên họp lớp mình chẳng biết là ai, không nhận ra là ai. Thế là. Rồi, xin chào nhá. Chào nhá. Vâng, chào bác Thụy nhá.
Họ đang lường đấy. Không cả nhà ơi, đi vậy đây là cũng lớp E đấy gì? Mình là lớp D, học cũng học cái khúc nãy ngồi này không kết nối với nhau. Hai mâm gần gần nhau đấy mà không kết nối. Nên lớp D với lớp E là sát nhau. Vừa rồi là gặp mấy bạn ở trong kia là đây còn đây là bọn xe. Xin chào nhá. Chào anh em nhá. Này chào chú nhá. Quận 2 đúng là hữu duyên này này. Với nhà đối diện là Cúc đấy. À đây à. Học cùng lớp D ngày xưa. À đây à. Đây là lớp E, em theo có 1 năm thôi. Đúng rồi. Em là nước chuyển lớp E khóa sau. Vậy là quê chỗ nào nhỉ? Em ở ngay Chợ Nội Cộng Hòa. Chợ Nội Cộng Hòa về. Vâng ạ. Cộng Hòa đội ngày xưa mình bạn học này. Cùng lớp là có Quân Hà, có Toản Toản, Quân Hà. Toản sao đại đúng đại học cùng em này. À thế à? Toản Toản cháu của anh. Toán đấy. À đúng vậy, đúng rồi. Toán đấy. À, mình học cùng lớp đấy. Sau học cùng em rồi vậy thì. Toán bây giờ tóc cũng gạc hết rồi. Đúng rồi, đúng cái bình ạ. Đâu, bây giờ toán thuốc, mở hiệu thuốc ở ngay đây cổng trường cũng có ở trung tâm xã. À thế à? À, xã Cộng Hòa đó. Ừ, ở nhà trước là dưới Nga-Tư-La. Bây giờ chuyển. Cổng trường bà con, cổng trường người ta cái máy làm cỏ trên Thái Bình vậy. Đấy, toán là cùng Phúc này, sau cùng là... Mình với bạn hay la nhau đi học về qua cái đường Phúc. Rồi. Mình là quê ngoại ở Lường đây, quê nội ở Luộn. Thỉnh thoảng kết hợp hai anh em đi nhau về Phúc. À, xuống. Quê nội Luộn, quê ngoại ở Lường. Ông Dưỡng, chủ nhiệm lớp em. Dưỡng ông chú. À đây, ông Dưỡng là chủ nhiệm lớp em. Vào thăm mới được, ông mới được mỗi năm đầu tiên năm 2006. Sao này học lớp đấy? Hả? Muộn sao này học lớp này? Thế là muộn ông phải học 3 này. Muộn. Đúng rồi, và muộn học lớp 3 là biển nhỉ? Muộn nhưng mà lại nhập khẩu Tân Hòa, nhà đối diện đây đấy. Tân Hòa. Chứ mà đáng lẽ muộn học lớp 3 đúng không? Phải thăm bạn đúng chưa? Muộn hoàn tiết học lớp 3. Học lớp Hà Miện. Hà Miện là con ông chú. Ông Miện ông chú, con ông chú. À Lê Huy à Huy Huy Huy. Lớp bên nó có 2 thằng Huy ở vải. Lớp bên nó có 2 thằng Huy. Huy ở vải, Huy ở vải. Huy ở vải còn là Huy ở muộn. Ừ, không lấy ông Huy ở vải. Lấy Huy ở vải. Ông đây đây đồng chí này tên gì nhỉ? Ông này là lớp 8 là giữ lại làm lớp trưởng. Ông có tên gì nhỉ? Bác Bác à? Bắc, Bắc mà nếu mà ở ngoài nhà bố mẹ đẻ là ở ngay đầu của Quốc. Ngay đầu của Quốc bên Bình Hà, là chú Xuân Hà, chú ơi, cái sang trường học ấy. Ngày xưa mình về quê là toàn đi qua cầu Quốc, đi học, tắt lối ngang lứa, cầu lứa. Có nghĩa là khách bây giờ vào Tân Anh là phải qua cổng nhà hắn để hắn kiểm soát. Rồi. Tân Anh thì chắc chắn nhất. Qua Tân Anh đấy. Đấy, hắn là đường, tức là hắn là đầu đường. À, tức là vào qua Tân Anh thì phải qua ngõ phải này. Phải qua ngõ kiểm soát. Thế là cháu có vào thì... Thế là... Rồi. Rồi. Xin chào đồng chí Hữu nhá. Ok. Chào đồng chí Lạ nhá. Là đồng chí Lạ. Rồi. Hai đồng chí lớp trưởng ấy. Bữa nào tôi có tinh thần hai cái lớp này kết nối được ấy. Bữa nào kết nối tí. Kết nối tí đi. Lớp D, lớp E kết nối nhau là ok rồi. Rồi, rồi. Xin chào các bạn nhá. Đồng chí Kiệm, Kiệm. Kiệm. Gặp ở đâu rồi? Chào nhá. Vâng, chào đồng chí Hữu nhá. Chính Hữu nhá. Em tên Hữu. Chính Hữu đây. Ngày xưa anh em mình học cái bài thơ Chính Hữu. Vâng, vâng. Rồi, ok nhá. Tình bạn đấy của Chính Hữu đấy. Chính Hữu.
đầu súng trăng treo đấy đúng không? Đồng chí bác ở chỗ nào? Xuống đây chỗ nhà nghỉ Tân Anh là nhà tôi ngay bên cạnh. Tôi biết nhà nghỉ Tân Anh chỗ nào rồi, tôi mãi Ninh Bình tôi về. Em đưa bác đúng nhà nghỉ Tân Anh. À thế à? Mình ở Ninh Bình, mình biết đâu. Nhà tôi bán tạp hóa ngay bên cạnh đấy. À. Rồi, ok. Cô tối rồi, bảo thế nào cắm điện cái đèn này lên. Nhưng mà tôi ra nhà thằng Quang ấy. Quang là người nhà như ông ý. Quang là... Đèo Nhi về. À, Đèo Nhi về à? Quay lại đi. Mai còn phải làm ở đây đã. Bắt tay nhá. Ok. Rồi dạ. Có mũ bảo hiểm sao? Rồi. Rồi xin chào nhá. Rồi, xin chào đồng chí Trịnh Hữu nhá. Chào cô Hạnh nhá. Vâng. Không, cậu ở nhà nhưng mai còn làm ở đây mà. Đấy. Đấy chưa? Hồn. Hồn nhiên như cô tiên vậy mà cứ bỏ ra. Xin chào nhá. Ok. Chào bác Bóng nhá. Vâng, chào bác nhá.